Những tuyến đường bê tông rộng rãi, những dãy hàng rào phủ kín một màu xanh, không gian thoáng mát trong lành. Bức họa về một làng quê thanh bình đáng sống này là thành quả của những ngày tháng miệt mài lao động của người dân thôn 1, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên. Là địa bàn khó khăn nhất của xã, nhận thức rõ làm nông thôn mới là làm cho chính mình hưởng thụ. Người dân nơi đây đã phát huy tinh thần đoàn kết, hiến đất, hiến tiền của và ngày công, triển khai các tiêu chí nông thôn mới, từng bước xây dựng thành công khu dân cư kiểu mẫu trù phú, yên bình. Ngay khi có chủ trương xây dựng vườn mẫu, gia đình ông Trần Đức Cường, thôn 1 xã Cẩm Minh đã tiến hành cải tạo hơn 1.000 m2 đất vườn để trồng các loại cây phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Được các tổ chức đoàn thể trong thôn hỗ trợ ngày công và hướng dẫn về cách trồng, chăm sóc các loại cây. Đến nay, sau nhiều năm chăm bón, một số cây ăn quả của gia đình đã cho thu hoạch. Được sự đồng viên của cán bộ cả cấp là quan tâm và hỗ trợ thì tuổi là cho đổ đất, san vườn. Và hiện nay vườn của tôi là mang lại hiệu quả rất cao. Trong vườn đủ các loại cây, thì ngoài ra trong vườn của tôi là kết hợp chăn nuôi gà, ngan ngỗng thì đem lại hiệu quả trong vườn là rất cao. Từ tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, người dân trong thôn đã xây dựng được nhiều khu vườn mẫu, phát triển các mô hình kinh tế để có nguồn thu nhập ổn định. Với sự cần cù chịu khó của người dân, những vườn tạp năm nào giờ đây đã được thay thế bằng những khu vườn bốn mùa hoa trái đầy cành. Toàn thôn hiện có 10 vườn mẫu và nhiều vườn hộ, vườn rừng có giá trị kinh tế cao. Như là nông thôn mới thì gia đình tôi thì cũng làm vườn mẫu, về thu nhập cũng khẩm khá hơn mọi thôi. Kế hoạch làm nên coi như là ổi thì và tôi trồng riêng bia và tôi cũng có chăn nuôi cái vườn á. Bây giờ là cái đời sống của nhân dân ngoài thu nhập lúa còn thu nhập rừng. Là tư chủ là thu nhập là bình quân đầu người là không vài chục triệu đồng một năm, nhưng mà bây giờ đến năm sáu chục triệu đồng, có những người là đến 100 triệu đồng đến một năm, cho nên cái đời sống từ đó là khá giả. Khi kinh tế gia đình phát triển, người dân thôn 1 có điều kiện để góp công góp của thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, hình thành những tuyến đường rộng rãi sạch đẹp. Và trên các tuyến đường này, hàng ngày, hàng tuần, mỗi người dân và các tổ chức hội, đoàn thể trong thôn đều tham gia chỉnh trang làm đẹp. Vì vậy, tại thôn 1, từ đường trục chính đến các con ngõ ngày càng trở nên xanh hơn, đẹp hơn. Nên chi hội chúng tôi là đảm nhiệm một tuyến đường tự quản và hàng tuần thì chúng tôi chỉ em lao động dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa hàng rào xanh, xây dựng bồn hoa và các chị em đi tham gia hoạt động rất là tích cực. Từ địa bàn khó khăn nhất của xã Cẩm Minh, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, người dân nơi đây đã đồng lòng hiến đất, hiến tài sản, ngày công để cùng thôn hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới một cách thực chất, bền vững. Sau nhiều năm miệt mài, năm 2021, thôn 1 đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong niềm vinh dự tự hào của cán bộ và nhân dân địa phương, trở thành một điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Cẩm Minh. Thôn 1 đấy là cái thôn địa bàn thì rộng, dân cư thì nói chung ở rải rác và đồng thời thì đời sống nhân dân thì cũng đứng có cái thu nhập thì có khó khăn hơn. Nhưng mà mặc dù như vậy nhưng mà chi bộ và bà con đã thống nhất lại là quan điểm đồng đoàn kết để cùng nhau xây dựng thì năm 2021 là thôn 1 đạt chuẩn quy mô cấp tỉnh. Ở đây thì anh em cũng đánh giá cao về cái chỗ thứ nhất là cái sự quyết tâm cao của chi bộ, thứ hai nữa là sự đoàn kết của bà con. Thành quả đáng tự hào trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu là động lực, là niềm tin để mỗi người dân thôn 1 hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức nâng cấp, nâng tầm khu dân cư kiểu mẫu, cùng nhau giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của làng quê để xây dựng quê hương thêm đẹp, thêm xanh.